8 cặp đấu ở vòng 1/8 Euro 2020 đã khép lại và 4 trận tứ kết cũng đã được xác định. Đáng chú ý nhất là cuộc đọ sức giữa Bỉ và Italia. Thụy Sĩ vs Tây Ban Nha, 23 giờ ngày 2 tháng 7, Saint Petersburg, Nga. Thụy Sĩ là cái tên bất ngờ nhất góp mặt ở vòng tứ kết Euro 2020. Chẳng ai nghĩ đội bóng này có thể vượt qua đội tuyển Pháp ứng viên số 1 cho chức vô địch ở vòng 1/8. Tuy nhiên, bằng một tinh thần thi đấu kiên cường cộng thêm một chút may mắn, đội bóng xứ sở đồng hồ đã cầm hòa Le Blues 3-3 sau 120 phút thi đấu. Sau đó họ giành chiến thắng 5-4 trên chấm 11m. Tây Ban Nha gặp Thụy Sĩ ở tứ kết. Đối thủ của Thụy Sĩ ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất là Tây Ban Nha. Thầy trò Luis Enrique đã có một trận đấu không hề dễ dàng trước Croatia ở vòng 1/8. Họ cũng để đối thủ cầm hòa 3-3 sau 90 phút, nhưng trong thời gian của hiệp phụ, Morata và các đồng đội ghi thêm 2 bàn để giành chiến thắng 5-3. Với lực lượng đồng đều hơn, Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao hơn Thụy Sĩ. Bỉ với Italia, 2 giờ ngày 3 tháng 7, Munich, Đức. Bỉ và Italia tạo ra cặp tứ kết đáng xem nhất ở Euro năm nay. Cả hai đội đều tiêu tốn rất nhiều sức lực ở vòng 1/8. Bầy quỷ đỏ để Bồ Đào Nha áp đảo hoàn toàn, song khoảnh khắc tỏa sáng của Thorgan Hazard ở cuối hiệp 1 giúp họ giành chiến thắng 1-0. Tuy nhiên, Bỉ phải trả giá không nhỏ khi bộ đôi Kevin De Bruyne và Eden Hazard dính chấn thương và nhiều khả năng vắng mặt ở tứ kết. Italia vs Bỉ ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất. Italia dù được đánh giá cao hơn Áo khá nhiều, song cũng gặp rất nhiều vất vả. Họ để đối thủ cầm chân 0-0 sau 90 phút và phải cần tới 30 phút của hiệp phụ Azzurri mới có thể giành chiến thắng 2-1. Mặc dù Bỉ có thể không có sự phục vụ của De Bruyne và Hazard, song để vào bán kết Italia sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Cộng hòa Séc vs Đan Mạch, 23 giờ ngày 3 tháng 7, Baku, Thổ Nhĩ Kỳ. CS Séc cũng là một trong những cái tên gây bất ngờ ở vòng 1/8. Dù bị đánh giá thấp hơn Hà Lan, song họ đã xuất sắc giành chiến thắng 2-0. Đội bóng này đã tận dụng việc De Ligt phải nhận thẻ đỏ ở phút 52 để ghi 2 bàn trong thời gian còn lại của trận đấu. Đối thủ của họ sẽ là Đan Mạch, đội bóng gây ấn tượng nhất ở vòng 1/8 khi đánh bại xứ Wales với tỷ số 4-0. Đan Mạch đụng độ CS Séc dù mất nhạc trưởng Eriksson vì đột quỵ ở trận mở màn vòng bảng với Phần Lan, nhưng những chú lính chỉ càng chơi càng hay. Tinh thần thi đấu và sự gắn kết trong lối chơi đang là điểm tựa giúp họ hy vọng có thể đánh bại CS Séc để giành vé vào bán kết.